Nói chung cái vấn đề đó thì mình cứ nói đi nói lại mãi cũng chán, thôi mình qua chủ đề khác đi. Hôm nay nói về vấn đề dân chủ là nhân quyền thì nó rộng, mà ngoài cái chuyện liên quan đến công an đó thì có cái chuyện nó hiện nay cũng đang hot, mấy người sổ lá bao que nó cũng đang hay gạo là cái chuyện gì đất đai Thủ Thiêm đó. Được rồi hả? Ở đây lấy gắn rồi. Ê. À. Nói về cái chuyện Thủ Thiêm thì chắc có lẽ là nhiều người hiện nay cũng có người nói rằng là cái vấn đề đất Thủ Thiêm đó là chính quyền làm sai này kia các kiểu. Thì thật ra đúng là có sai đó, chứ không phải là không sai. Ha. Nhưng mà sai như thế nào? Và sai ở đâu? Và tại sao? À. Thứ nhất á, cái bản đồ quy hoạch ở tại là Thủ Thiêm là có tổng số là hơn đó là 14.390 hộ dân đã được là nhận tiền đền bù giải tỏa và đã bàn giao mặt bằng cho nhà nước để là tiến hành xây dựng, nhưng lại có 70 hộ dân là không đồng tình và họ kiện cáo cho đến nay đã gần 20 năm. Và theo như những cho tổng số 70 hộ dân này họ cho biết rằng là họ nhà của họ không nằm trong là cái diện tích đất quy hoạch đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, và trong quá trình khiếu kiện và đưa lên các cơ quan chức năng để giải quyết thì cái bản đồ rock của là quy hoạch Thủ Thiêm thì giới chức có là mà quyền hạn ở tại là quận 2 bảo rằng đã bị mất. Các anh chị nghe cái câu này, các anh chị có cảm thấy là hài lòng hay không? Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm nó bị mất. Mà tôi không biết là ông lãnh đạo nào có thể nói thốt thốt ra được cái câu đó. Nói thiệt, tôi là tuy là dân đen dốt nát thì chứ nghe ông ta nói câu đó tôi không hài lòng thế nào. Và ông ta phát ngôn theo kiểu giống như là kiểu mấy con nít. Nghĩ sao một cái bản đồ quy hoạch cấp cái gì của gì gần cả một huyện hả, mà nghĩ sao là cái bản đồ nó lại bị mất? Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa, cái bản đồ mà quy hoạch Thủ Thiêm đó, đó à, trước khi đi dự án được triển khai là phải trình lên tới tận ngoài trung ương ngoại, và phải được trung ương là hả phê duyệt bằng những cái văn bản à, rồi phải có cái bản đồ đó. Trung ương phải phê duyệt chỗ đó, người ta phải kiểm tra, nó nắm, nó coi nó như sao, như thế nào, phát triển sao, xây dựng như thế nào, như vậy đó, nó có phù hợp hay không. Rồi ta mới ký vô cái bản đồ đó. À, và cái bản đồ đó sẽ được đưa, có gồm có là nhiều mẫu và do gì? Trung ương lưu giữ. À, rồi đưa các cục văn thư lưu giữ cái nữa, rồi sau đó mới đưa xuống gì? Mới đưa xuống tới thành phố. Và thành phố lưu giữ cái nữa, thành phố phê duyệt ký tên đóng dấu là giao về cho quận 2 cái nữa, là lúc đó là quận 2 đã có bản đồ rồi, là đã được phê chuẩn rồi không đó. Thì đúng rồi, Phạm Đức Đăng thì đưa ra ngoài trung ương, đó là ngoài trung ương là tất nhiên là phải được thủ tướng rồi, là các cấp ở ngoài là phê duyệt rồi, người ta lưu trữ ngoài rồi không, về thành phố thì tất nhiên từ trung ương đưa về thành phố, thành phố là cũng ta cũng phải nắm, ta xem cái nữa là cái văn bản nó đã được phê duyệt rồi không, rồi ta đưa về cho là quận 2, và bắt đầu là quận 2 tiến hành là gì, giao cho các là bên liên quan tiến hành làm, một cái logic quá mà đúng không. Nếu như mà ủy ban nhân dân đó là ở quận 2 nó bị mất cái bản đồ đó đúng không, vậy xin cho hỏi còn những cái bản đồ gì của thành phố đâu, bản đồ ngoài trung ương đâu, những bản đồ đó được gì phê là duyệt được lưu trữ đó lấy ra. Chứ ông mà giải thích cái kiểu đó tôi thấy tôi không hài lòng chút nào cả. Cán bộ mà ông nói một câu nghe tôi thấy buồn cười quá. Bản đồ mới mất rồi, cho nên là không biết. Ông làm cán bộ cái kiểu gì vậy? Mà tôi nói thật là cái ông cán bộ này mà nói ra được cái câu đó chắc ông này cũng có vấn đề. Bởi vì tại sao gây bức xúc cho là ở trong đó là quần quần chúng nhân dân.
Một cái bản đồ, nghĩ sao một cái bản đồ đơn giản là cái đã bị phê duyệt lên cấp là trung ương người ta phê duyệt, một nghĩ sao là bị mất, mất là thôi à, mất là hết luôn à, không còn bản đồ nào hết à, con tấm màu à. Giải thích cái kiểu đó, đưa đưa ra cái lý luận như vậy là bởi vì mấy thằng ba que xấu lá nó lấy cớ để xuyên tạc nó xấu cũng đã chính quyền. Đó là cái nhất. Thứ hai nữa, cái việc mà 70 hộ dân họ gì họ kiên trì, họ là khiếu kiện đến nay đã gần 20 năm, họ bảo rằng là đất của họ là không nằm ở trong là khu là diện là quy hoạch, vậy thì chỉ cần lấy cái bản đồ rốc ở ngoài trung ương ra hoặc là của thành phố ra thì lúc đó sẽ biết ngay là 70 hộ dân đó đúng là họ nằm ở trong quy hoạch hoặc là nó không nằm trong quy hoạch hay không là biết ngay thôi. Thì lúc đó sẽ lòi ra biết ngay là có sẽ có gì, sẽ có một qua số quan chức là nhúng chàm định là hả thừa cơ hội là quy hoạch của là hả thành phố để là gì, để là lấy đất của dân à, mấy phản động hay gọi là cướp đó, cướp đất của dân đúng không. Còn nếu như ông nào mà để không đưa cái tấm bản đồ đó tìm mọi cách là lấp liếm và che giấu vấn đề đó thì chứng tỏ là những ông đó có thông đồng với nhau đúng không, trong cái vấn đề là gì, lấy đất của dân. Vì vậy đề nghị các cấp lãnh đạo là ở thành phố nên sớm đưa cái bản đồ đó quy hoạch của là Thủ Thiêm ra, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó giải tỏa giải quyết cho nó dứt điểm cái khiếu kiện của 70 hộ dân này để tránh để cho các đối tượng là phản động nó gây kích động trong là quần chúng nhân dân để là tạo những cái điểm nóng gây bất ổn xã hội, như vậy thì thật là không hay. Còn đối với một số cán bộ và quan chức nào mà nhúng chàm thì tất nhiên cũng phải đưa vô lò xử luôn. Nên nhớ rằng ngay cả mấy ông hay là cán bộ từng cấp bự ở ngoài trung ương mà bị xử thì đừng nói chi là mấy cái dạng lóc cóc lơ coi ở cấp quận như vậy. Thì tất nhiên cái chuyện đó thì sớm muộn gì cũng sẽ gì, nhà nước cũng sẽ xử lý tới nơi tới chốn thôi đúng không. Nhưng mà cái là người dân của chúng ta hiện nay cần thì cần phải là tìm hiểu cho nó kỹ đúng không, về cái văn bản pháp lý thủ tục đúng không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là không nghe theo lời của mấy số những cái phần tử lạ đúng không, xúi giục làm những chuyện gì vi phạm pháp luật để rồi lúc mà chưa kịp xử xong thì mình lại dính là vào dòng lao lý nó thì khổ kẹt cái gì. Cái nên dùng cái đầu để mà suy nghĩ đúng không? Và nhìn con mắt đây nè, phải dùng con mắt này để nhìn nhận cho nó rõ, chứ đừng nên là dùng cái lỗ tai nghe những cái thứ là rác rưởi bao giờ nó suối để làm những điều tào lao, rồi sau đó thì sao, chưa giải quyết xong cái đất đai của mình thì cái vào tù hưởng cơm nhà nước tội lắm, kẹt lắm, cái đó ta gọi là ngu. Bây giờ là luật sư thiếu cha gì bỏ ra vài triệu là mấy ông hả hỗ trợ tối đa vậy mấy vấn đề pháp lý thôi đơn giản. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì năm 1997 sau khi là quy hoạch là Thủ Thiêm là được các cấp lãnh đạo ngoài trung ương đã phê duyệt rồi ha, thì ủy ban dân thành phố đã tiến hành là bồi hòa thường giải phóng mặt bằng cho người dân và 14.390 hộ dân đã gì đồng lòng ủng hộ và coi như có thể nói là lên đến gần 100%. Tại vì sao? Thứ nhất họ nhìn thấy được cái gì, được là cái lợi của họ sau khi mà Thủ Thiêm được cái gì, được quy hoạch và xây dựng lên, đó chính là gì, đất sẽ lên giá có giá trị, cái thứ nhất. Thứ hai nó điện đường trường trạm không mọc lên như nấm, họ cũng được hưởng lợi rất là nhiều à, à. Rồi cái nhất. Thứ hai nữa cái việc bồi hoàn nó thời giá năm 1997 là 18 triệu đồng một mét vuông là tính theo cái thời đó nó đúng chưa đó. Và người dân đã nhận tiền bồi hoàn xong là 14.390 hộ dân đã nhận tiền xong và họ đã di dời, có người là được hỗ trợ là mọi người được hỗ trợ coi như là nhà tái định cư tiền nữa đó. Nhà nước đã lo tu chu tất cho nên mới tạo được cái sự đồng thuận là 100%. Chuẩn chưa? Rồi sao bây giờ tôi bỏ cái vấn đề đó bà. Giờ tôi đến 70 hộ dân. Hồi nãy những người mà kiên trì là hết khiếu kiện cho đến nay là gần 20 năm rồi. Họ bảo rằng đất của họ là không nằm trong quy hoạch. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa. Không? Họ kiên trì là khiếu kiện. Và có một số mấy cái bọn đỉ bút và liều báo mất dạy. Không? Nó đăng một cái status rất là giật gân, nó nói như thế này à, đất bồi thường đó, đất của dân bồi thường có 18 triệu mà bây giờ thì nó 200 triệu, ở lộc
đất của dân hai trị giá 200 triệu mà bồi thường có 18 triệu. Hồng Thanh cái gì? Ôi, cái thằng Hồng Thanh mày đang sủa cái gì mà tao không thấy dấu vậy cho ngoài, mày viết coi cho có dấu à? Còn nãy mày gửi yêu cầu mày lên đây là mày là tranh luận với tao coi nào. Mày đó mày cào phím làm gì mở tay. Không? Tờ giá năm 1997 là bồi thường giải tỏa cho người dân, là lúc đó gì? Là Thủ Thiêm nó chỉ là một cái vùng sình lầy, đúng chưa? Chuẩn chưa? Giá 18 triệu thời đó là quá cao còn đòi gì nữa. Tính luôn thời đó luôn. Tại vì quận 2 mà nhất là đất Thủ Thiêm đất rất là rẻ. Không? Bán với cái giá được là nhà nước bồi thường với giá là 18 triệu đồng một mét vuông. Tính ra gì là khá ngon rồi còn đòi gì nữa. Tại vì dùng đất trong Thủ Thiêm đó là không có ai là mua, không ai để ý chứ. Nó không có giá như ở ngoài. Nếu như nói như mấy cái ở ngoài như khác thì tôi gì với giá là 18 19 triệu thì có lẽ là còn hơi rẻ, nhưng mà Thủ Thiêm đúng là nó quá rẻ, không ai để ý vấn đề đó. Đúng không? Thì giải phóng mặt bằng Thủ Thiêm là năm 1997 đó Phạm Đức Năng. Thời giá lúc đó là bồi thường 18 triệu đồng. Mà đất Thủ Thiêm lúc đó thì không hề có giá trị. Nếu như đất nói ở quận 2 mấy cái khu vực khác ấy, thì đúng là nó giá rất cao đấy. Nhưng mà ở Thủ Thiêm là đất lúc đó rất rẻ. Mà được nhà nước bồi thường lên đến là 18 triệu đồng một mét vuông, tính ra như vậy là khá cao so với những cái gì? Những cái khu vực khác. Mà trong khi đó đất ở Thủ Thiêm lúc đó thì á là bán không ai mua, không ai đầu tư hết, không ai mua chứ. Tại vì dùng đất đó thứ nhất sình lầy rất nhiều, chính người dân ở tại nơi đó là hả, người ta nói mà không ai mua, người ta mua vòng vòng ngoài kia đó giá rất cao, nhưng mà nói đến Thủ Thiêm là không ai để ý, ai cũng lắc đầu. Mà nhà nước là thu hồi và giải phóng mặt bằng đó là với cái giá là hả 18 triệu, tính ra là nhà nước đó gì đã còn nâng lên cho người dân nữa đó, cha mẹ luôn rồi còn gì nữa. Thời giá năm 1997 lúc đó mà đúng chưa. Rồi bây giờ sẽ nói về cái chuyện là 200 triệu lột gì đất của dân 200 triệu mà bồi thường 18 triệu. Xem ra như vậy là mấy cái thằng lũ bút khốn nạn này nó đang gì, nó đang kích động là hả cái lòng tham, và nó làm mù quáng cho một số người dân có lòng tham. Họ không hiểu thời giá năm 1997 lúc lúc đó là thứ nhất á, nãy tôi nói rồi, Thủ Thiêm lúc đó là chưa có phát triển cái gì cả, không ai đầu tư vô đó, bán người ta không thèm nữa, lấy đâu ra 18 triệu một mét vuông. Trời ơi, người ta nghe nói đến Thủ Thiêm nó lắc đầu nó chạy dài rồi. Đúng không? Mà bây giờ nhà nước là muốn quy hoạch Thủ Thiêm, đúng không, là bồi thường cho người dân là một mét vuông 18 triệu, người nào lấy tiền á thì lấy tiền, còn không lấy tiền á nhà nước cũng hỗ trợ là hả cho là nhà tái định cư luôn, vẫn cho tiền đàng hoàng hỗ trợ nhà tái định cư, bởi vậy mới được sự đồng thuận là 100% của người dân, 14.390 hộ dân lận. Vì cho tin tôi hỏi một câu vậy nè, không lẽ 14.390 hộ dân đó họ bị ngu hết rồi, hay là họ bị cái gì đó, hay là phải nói sao ta? Đúng không? Thì lúc đó vàng ghẻ bèo và tiền Lâm Anh, thời giá là 1997, lúc đó vàng một chỉ là chỉ có hai trăm mấy 200.000 à, phải đến những năm khoảng 2004 2005 lúc đó mới vàng mới lên được đó là 300 300 mấy. Mà dùng đất Thủ Thiêm thì ai cũng biết lúc đó là cái gì, nó là cái vùng trũng của là thành phố luôn, không có điện điện đường trường trạm, nói chung thì điện đường này này kia này nó cũng có đầy đủ đó, nhưng có một cái là gì, đất ở đó nó thấp, nó thì gọi là vùng trũng rồi, cho nên nó đâu có ai cho nó đầu tư đâu đó. Trời, người ta nghe nói dân đầu tư mà nghe nói đất Thủ Thiêm á, ôi ta chẳng thà đi mua chỗ khác chứ không mua Thủ Thiêm. Mà nhà nước thu hồi lại với cái giá hơn 18 triệu,
Cha mẹ nội, tính ra lúc đó là 18 triệu một mét vuông là hả, nếu so với mấy cái khu mà mình gọi là mấy khu đất mà nó đẹp ở trong quận 2 đó, chứ quận 1 rồi đó, tính ra nó cũng gì ngon rồi, cũng ngang ngửa rồi. Những ai mà trên Sài Gòn đó, tao biết liền chứ gì, liệu có đúng hay sai không thôi. Đó là cái nhất thứ hai đó. Sau khi là người nhân dân là thống nhất đồng tình 100% phải không, với cái phương án bồi thường giải tỏa là của nhà nước xong rồi, người dân đã tự gì là bàn giao mặt bằng rất nhanh chóng là cho nhà nước, trong vòng có ai thấy là hả, trong vòng chưa đầy 1 năm mà hả, là đó gì đã bàn giao xong mặt bằng, là đồng thời gì? Chủ đầu tư là người ta vô đó bắt đầu là ta đầu tư liền luôn đó. Trong vòng chưa đầy 1 năm đó có lẽ là kỳ tích nhất là hả, của gì của thành phố trong vấn đề là giải tỏa là hả, giải phóng mặt bằng được. Tại vì sao? Tại vì nó tạo được cái sự đồng thuận 100% của người dân rồi đó. Người dân đâu còn thắc mắc lăn tăn gì nữa đâu, cho nên là họ tự nguyện họ di dời luôn nữa. Nhà nước chỉ việc vô là xong rồi, nhà nước chỉ bàn giao mặt bằng là chủ đầu tư nó vô nó xây dựng nó làm luôn. Rồi bây giờ tới cái chủ cái vấn đề mà ha, đất của dân 200 triệu mà bồi thường 18 triệu của mấy thằng đĩ bút liều báo mất dạy à. Lúc Thủ Thiêm còn là cái vùng trũng sình lầy, đất đai nó không có giá trị, đúng chưa? Rồi bây giờ nhà nước bắt đầu là quy hoạch, đầu tư là điện đường chuồng trạm, rồi nhà nước đổ tiền vô đó, rồi các chủ đầu tư họ đổ tiền vô, đúng không? Họ nâng cái nền đất của Thủ Thiêm cao lên để biến Thủ Thiêm không còn là vùng trũng sình lầy bị ngập nước nữa, đúng chưa? Rồi sau đó họ làm đường, điện, trường, trạm, cơ sở hạ tầng họ kiến thiết lên. Bây giờ Thủ Thiêm bây giờ mới đẹp mới to như bây giờ, thì lúc này thì sao, đường mở ra thì tất nhiên miếng đất nào mà nó nằm ngay cái đường là lập tức nó lên giá rồi, đó là điều hiển nhiên thôi. Bởi vì tại sao ở Việt Nam của chúng ta, không, người Việt của chúng ta thích mặt tiền chứ không có thích mặt hậu đó. Đường mà mở ra thì lập tức đất ở những cái con đường đó sẽ lên giá đấy. Thì Thủ Thiêm cũng vậy thôi, điện đường trường trạm mới ra, rồi bây giờ là làm đó là gì, cơ sở hạ tầng lên gì, tất nhiên đó, là đất bây giờ nó phải lên giá chứ, đúng không? 200 chai một mét vuông, đúng chưa? Còn bây giờ tôi nói bây giờ gì nè, nếu như giờ Thủ Thiêm vẫn còn dùng sình lầy đó, xin hỏi đó, có ăn khùng là nó bỏ 200 chai nó vô nó mua mua cái đất sình lầy đó không vậy? Tôi hỏi nhiều đó thôi, sao các người giết mà cái người ngáo ngu quá. Rồi cộng thêm một số kẻ mà có lẽ là cái lòng tham 200 triệu đó, tham nó mờ có mắt gì nè, cho nên là không có biết phân biệt cái gì vậy đó. Đúng không, người nói 200 triệu trời ơi phải như tôi đừng bán, tôi không có trong bàn giao cho nhà nước bây giờ, tôi có tiền tỷ tôi sống khỏe ghê. Các người nói vậy các người bị ngáo nữa, các người hơi bị khùng. Cái Thủ Thiêm đó, trước khi mà xây dựng quy hoạch ra mà để xây dựng đó, thì đúng như là bạn ở Tiên Lâm Anh nói, nội cái chi phí mà để nâng nền nó là Thủ Thiêm nè, cơ sở hạ tầng không, nó chiếm mẹ nó hết là 50% rồi, điện đường trường trạm cơ sở hạ tầng nó là nó chiếm đến 50%. Thì bởi vậy bây giờ đất Thủ Thiêm nó có cái giá là 200 chai, còn nếu nó là một cái đầm lầy sình bùng như xưa vậy, như những năm 97 tôi xin hỏi á, ai bỏ ra 200 triệu đi mua 1 mét vuông đất ở trong cái vùng trũng sình lầy gì, mùa mưa để ngập rác rưởi bẩn thỉu. Người nói mà không biết các người có cái não để suy nghĩ. Bây giờ các người nhảy vô, các người lên đòi quay lại, các người đòi là nhà nước phải bồi thường là 200 triệu, trong đó có số là 70 hộ dân. Trời ơi. Nhưng mà nếu như 70 hộ dân đó mà họ nằm trong cái diện quy hoạch đó thì chắc có lẽ bây giờ mà nếu mà xử lý chắc cũng hơi rắc rối đây. Còn nếu như mà họ không nằm trong diện quy hoạch thì tất nhiên phải trả đất lại cho người ta rồi. Đó, đúng không? Thì những người đó họ cũng được hưởng lợi đấy. Đấy. Tại vì người ta thì không có nằm trong quy hoạch thì đúng rồi, trả đất lại cho người ta chứ. Nhưng mà họ cũng hưởng được lợi đó, rõ ràng đó không? Nhờ là Thủ Thiêm giờ quy hoạch đô thị hạ tầng lên nó giàu có gì, đất nó lên giá dục 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 dục, dục lên. Bà con nhân dân nhân dân nó hưởng lợi chứ ai, chứ không lẽ nhà nước hưởng, nhà nước được hưởng cái quần gì, hưởng là bị chửi đó, mấy gà đang chửi chửi rất là hăng, rất là hăng hái đó. Không, vấn đề này chắc có lẽ nhiều là cô chú là những người ta có chuyên môn gì vấn đề đó ta nói nhiều rồi, nhưng mà đối với một số kẻ gọi là những tên mà còn tham, những tên dân tham ngu dốt
không? Chỉ thích là gì, muốn là muốn đòi cho bằng được tiền của nhà nước, tại vì họ nghĩ rằng tiền nhà nước là tiền chùa, nên nó là cứ gì cứ đòi, phản đối phản bị khiếu kiện cho tới cùng, cái nào nhà nước cũng chịu thua, ói tiền ra thôi vân vớ. Nhưng mà họ có bao giờ họ chịu động não suy nghĩ cái gì đó hả? Nhà nước đó, trước khi là thu hồi xong đó gì đồng thuận của dân hết rồi, bồi thường xong rồi đi rồi, bây giờ nhà nước mời kêu gọi nhà đầu tư vô, người ta đầu tư, bây giờ nó cơ sở hạ tầng nó phát triển như vậy không, thì đất nó mới lên giá chịu được, chứ nếu như là một cái vùng trũng mà sình lầy thì nó không thể nào nó lên giá được, đó là điều hiển nhiên quá. Nhưng mà cũng có số người không biết là không biết họ suy nghĩ như sao về cái vấn đề đó không, mà giờ lại đòi vậy, lại tin vào cái chuyện của mấy thằng Mỹ bút liều báo mất dạy, nó giết kiểu ngu học đó. Đó, rất 200 triệu bồi thường 18 triệu, nó đang lập lờ đánh lận con đen, nó lấy cái thời giá lúc mà bồi thường năm 1997, bây giờ xây dựng xong rồi hả, đất lên giá, nó lấy cái thời đề giá bây giờ để nó gì lừa mị mấy người là hả, có cái lòng tham mà thiệt. Hiện nay có một số kẻ cũng đang rất tham đó. Đất đai không có là giấy tờ, không có nằm ở trong đó, cũng muốn cướp của ta, muốn gì muốn kiếm ăn á. Bởi vậy ta nói nhiều kẻ làm tham thì vô đáy, bởi vì rất muốn đất nước mà phát triển này chắc cũng hơi khó. À, chắc nên để đến đây là chủ đề này nó hết được rồi, đi qua diễn đàn khác tham gia chém gió thôi. Chào mọi người nha.